Rồi ok, vô vô. Mỗi lắm nắng có mấy chữ tình. Tối nay hơi bị đông ấy. Anh em đang xem cho một like anh em ơi, một like mà chia sẻ anh em ơi. Lên TV rồi. Vô vô vô. Chẳng có ai vượt qua. À, nói chung con Long Đao thì tầm này là gặp Nam Độc với Đường Môn thì VIP là thua. Mà Nam Độc Đường Môn thường thường thì mày ra đánh được em ơi. Nam Độc mà VIP quá là thua. Nam Độc Đường Môn VIP quá là thua, bỏ tay. Xích Long phái ở đây. Thiên Vương, ây da, Thiên Vương Đao hơi bị canh ấy. Gặp Thiên Vương Đao hơi bị canh ấy. Sydney vẫn còn lâu à. Gặp nghe mi nữa xong rồi xong. 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 Nga mi này. Gặp Nga mi kiếm anh em ơi, xong Nga mi luôn. Gặp Nga mi kiếm anh em, nói chung kỳ hợ mình thì không ăn được mình không. Ngày mình kiếm cũng top server nhưng mà kỳ hợ mà sao ăn được. Ok, đi mua từ từ á.